gì bắt xe như này nè, Minh Ngọc. Xe Minh Ngọc nè. Kêu nó lại. Mày lơ. Cái con kia nó cái phần nó lỏng, cái nó ốm. Còn đùa cái đó, còn con này con lành nè, thấy không? Con này bự câu. Con kêu nó coi nó nhớ không? Nè. Hồng thế ta. Ruột nó đi phân lỏng mà bác chích nó quá. Nó đỡ rồi đó, tưởng nó tiêu rồi. Không nhớ con ha. Dạ không nhớ đâu, nó lớn nhỏ quá. Mặt lù luôn. Này con lành đẹp không? Bữa chị chụp hình cái chị gửi qua nghe cho con. Có nói vậy nói chị. Em nói để bữa nào em đi nghe, em ghé em coi cho nó lớn không? Milo. Bây giờ xét người lạ. Bạn hả? Anh em bạn nha. Dạ. Bạn.